Rồi bây giờ là mình chạy ngược chữ A lại nè. Đây, bạn stop vẹo. Phải thì thắng là một tí. Không có xe thì mình vẹo luôn nha. Ok, rồi, lên giữa mình chạy luôn. Đây là những khu dân cư Van City với lại Nutana mà hướng gần downtown nè. Các bạn nhìn phía bên trái đường những căn nhà nó cổ kính lắm. Kính ghê ha. Chạy 40 thôi, 40 km/h thôi, chậm chậm để mọi người dễ xem. Rồi dưới đèn đỏ. Chạy lên một chừng một đoạn khoảng 1 km thôi là nó vào lại cái khu tiện ích mua sắm này nọ. Đường số 8 là cái trục đường mà mình nghĩ là thuộc dạng là dài nhất ở thành phố Saskatoon, mà kéo dài từ đông sang tây á, từ downtown mà qua phía đông. Nếu mà mình không tính cái Circle Line nha, mình tính những cái đường đường số, đường chữ rồi đó. Rồi bắt đầu đây là bắt đầu đông đúc lắm luôn nè. Đầu có nhà hàng rồi đó, nhà hàng Nhật Bản nè, Oreno Yakiniku. Rồi có nhà thờ. Rồi khu condo, khu chung cư á, hay gọi là apartment nè. Trời nắng đẹp ghê luôn. Đúng nắng ấm áp của mùa xuân luôn nè. Mấy bữa trước thì mây mù, còn hôm nay trời nắng đẹp lắm. Xích lên đây xíu chỗ Esso với lại 7-Eleven á, là hình như trong đó là có nhà hàng Việt Nam nữa. Mình không nhớ rõ cái tên. Hình như là nhà hàng Thiên hay sao đó. Thiên 2. Rồi có những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe nè. Giờ này mình đi buổi sáng cho nên là chắc mọi người không có thấy được cái sự đông đúc của nó lắm. Chứ buổi chiều đông lắm luôn á. Chiều nhiều khi kẹt xe và chạy cũng hơi tốn thời gian đó, chứ cũng không được nhanh đâu. Cây xăng các bạn thấy không, cứ vài trăm mét là có một cây xăng. Khách sạn với lại nhà hàng thì liên tục luôn. Đây Cumberland là cái hướng này ra ngoài trường đại học University of Saskatchewan. Có xà băng nè. Trên đây có y tế. Có cái vấn đề gì, có xe cứu thương đây, không biết. Rồi bên đây là cái khu mall đó. Trong có rất là nhiều cái hàng quán trong đó. Và những cái khu mall này ở trên đường số 8 là nó kế tiếp nhau luôn. Có một cái chỗ Kantai chuyên sửa xe nè. Wendy, nhà hàng Wendy. Có một cái cổ ốp ở trong Supermarket. Trong khu phía đấy luôn á, là phía bên mình đang chỉ cho các bạn xem á, là có cái wholesale là chuyên bán sỉ luôn nè. Cũng na ná Costco nhưng mà cái mặt hàng nó không đa dạng bằng Costco.
cái tổ chức tài chính như là Affinity rồi đủ thứ hết này, The Loop, Goodyear, Stable, Winner. Stable là chuyên bán về văn phòng phẩm á, bàn ghế dụng cụ mà trong trường học này nọ. Rồi có một cái London Drug kế bên Stable luôn. Trong chỉ trong mình là London Drug với Stable. Lobster chuyên về tôm hùm. Đây có một cái co-op đó. Rồi bạn thấy cái Canadian Superstore, Canadian Superstore đi chợ trong đây là cũng ổn lắm luôn á. Mình có thể kiếm được những cái món đồ châu Á luôn, nhưng mà nguyên liệu mà Việt Nam á thì phải tới những cái cửa hàng Việt Nam. Trong đây thì đồ Tây với đồ châu Á nhiều. Trở lại cái hướng mà ngay chỗ Central Mall hồi nãy đó. Hôm nay buổi sáng cho nên là ít xe, chạy cái đường số 8 mà nhanh ghê. Mỗi bữa mình đi một lượt đường số 8 chắc phải hết 15 phút á. Coi như bận đi bận về hai lượt của đường số 8 này là chắc cũng phải khoảng nửa tiếng, nhưng mà hôm nay thấy có vẻ nhanh hơn. Đó, bạn thấy trên có cái cầu vượt bắc ngang qua. Những cái nút giao lộ lớn thì người ta cứ làm như vậy thôi, không có nhất thiết phải ngã tư mà bên này đứng bên kia chạy. Ở trên là Circle Ride đó, cái đường trên đầu đó. Rồi có bên trái có cửa hàng Jeep nè, chuyên bán dụng cụ nhà trang trí nhà cửa đó, phòng ngủ rồi nhà tắm rồi bếp này nọ. Có cái Mediclinic này cũng khá lớn nè, giống như là cái bệnh viện luôn á. Rồi nhà hàng. Có quán Phở Station số 2 là quán phở của người Việt Nam luôn á. Rồi xuống đây là nó lại thành cái khu dân cư rồi. Thì hai bên các bạn thấy nhà cửa rồi những căn hộ chung cư này nọ rất là nhiều luôn. Cái khu này là tấp nập lắm. Đây là có một cái show bì nữa. Ở phía dưới kia có một cái show bì, ở đây có một cái show bì. Cứ vài trăm mét là thấy có một cái khu mall ha. Bởi vậy là một khu dân cư là sẽ có một khu mall, hoặc là hai khu dân cư người ta gộp lại người ta cũng sẽ có một cái khu mall. Mình có thể mình đi chợ rồi ăn uống này nọ, mua sắm ở trong đây hết, có đầy đủ hết. Mặc dù là so về dân số á, thì ở Saskatoon là 300 mấy chục ngàn dân á, thì các bạn thấy là nó không có thấm gì so với ở Sài Gòn luôn ha. Nhiều khi là chưa bằng một phường, chứ đừng có nói là một quận của Sài Gòn. Những cái phường mà mình nghĩ như ở quận Tân Bình hay Gò Vấp á, là nhiều khi một phường cái số dân người ta còn đông hơn là cái số dân của thành phố Saskatoon luôn á. Nhưng mà về cái mức độ những cái chỗ mua sắm và tiện ích này nọ rất là nhiều.
Các bạn thấy một cái bảng mà người ta để cùng ở giữa đường không? Garage sale nè. Là mùa hè bên đây là bắt đầu người ta bán garage sale ở trước cửa nhà đó, ở cái garage của người ta đó. Thì sắp tới là lúc nào mà mình có đi á thì mình quay cái garage sale cho các bạn xem. Bán đủ thứ đồ cho nó, đồ cũ của người ta không xài nữa, người ta bán lại giá rẻ lắm. Dĩ nhiên là đồ nó cũ. Rồi hướng này là lại quay trở về gần với khu Briarwood hồi nãy mà mình xuất phát. Rồi dưới đây thì chủ yếu là nhà người dân thôi. Những cái khu mua sắm tiện ích là hết rồi mấy bạn. Mình xin ngừng cái phần chia sẻ ở đây nha. Mình cứ quay cái đường nhưng mà mình sẽ không có bình luận thêm nữa. Bởi vì hết cái để mà nói rồi. Chỉ còn một cái duy nhất ở dưới đây là mình sẽ đi được cái Costco phía nam của thành phố Saskatoon. Cái Costco này thì nó lớn lắm. Thì vừa rồi là mình đã chạy một vòng cái đường số 8, cái đường mà mình có thể nói nó là bận rộn nhất ở thành phố Saskatoon này đó. Mỗi một lượt đi là khoảng 8-9 km gì đó mấy bạn. Cho mấy bạn xem cái quang cảnh ở cái đường số 8, để cho mấy bạn có cái hình dung là cái sự bận rộn của cái đường số 8. Thì dĩ nhiên là nói về cái mật độ mà mình thấy xe cộ chạy tới chạy lui đó là nó không có bằng những cái con đường ở Sài Gòn nha. Tuy nhiên là các bạn thấy rồi đó, chỉ trên vài km thôi nhưng mà những cái tiện ích rồi mua sắm rồi những cái cơ sở kinh doanh này nọ rất là nhiều ha. Video clip của mình ngày hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở các video clip tiếp theo. Bye bye, take care.